Chào tất cả mọi người nha. Hôm bữa thì có nhiều anh chị chú bác gì đó đã có hỏi mình mua con dong á các bạn. Một con dong á mà bữa giờ cũng thất lạc số điện thoại hết rồi. Nên có cần mua nữa thì liên hệ lại mình nha. Đây dong đây, rất là nhiều luôn. Mình cứ bẫy về xong rồi mình giữ lại đây đó, khi nào cần thì cứ alo mình. Với cái con dông này thì mình nói rõ nha mọi người, mình nói rõ là mình bán 7 nữa luôn đó, 7. Nếu như bạn nào không thích mua coi thép này nè thì mình vẫn bán luôn. Đây là thép này đó, mình vẫn bán thép cho các bạn về làm luôn đó. Hay thì các bạn có thể mua 7 mình làm sẵn. Đó, chẳng hạn như bãi kia này đó, từ cái thép này ra. Còn nếu mua dòng ấy, cái bãi ấy thì mình ship toàn quốc, nhận hàng thanh toán nha các bạn. Đó, loại bãi này nè là các bạn nhận hàng thanh toán, nhưng mà con dòng thì mình nhận tiền trước thì mình mới ship được nha, tại vì nó là loài động vật á. Con dòng thì mình gửi xe thôi. Đây nhiều nè, đây mấy ký nè. Đây là dòng dòng núi nha các bạn, dòng ở núi nhiều lắm, mấy ký á. Nói chung là nặng trịch bào to này. Mình tháo ra cho các bạn coi nha. Với cái con dông này là bên shipper á, bên giao hàng á, họ không có nhận ship loài động vật, nên là chỉ gửi được xe thôi. Nên là vì gửi được vì gửi xe thì mình phải nhận tiền trước rồi mình mới gửi được nha. Tại vì động vật này, lỡ gửi đi khách không nhận gửi về thì nó cũng khó khăn cho mình. Nói chung là nó mình gửi tới nơi là dông vẫn còn sống luôn nha các bạn. Mình cân đầy đủ đúng ký đàng hoàng. Thì bạn nào mua thì liên hệ qua số điện thoại mình để trên màn hình luôn nha. Này dông này mình bắt. Dòng núi nha các bạn, dòng núi này. Chà, con này là ăn thịt cả thôi, khỏi phải nói nữa, cực kỳ ngon đó. Cần nhiều ít gì thì mình cũng cố gắng mình bẫy mình bán hết á. Này nướng là nhức nách nha các bạn, thì dùng để nướng nha các bạn, nướng các bạn nướng đẹp quá ha. Đuôi thịt không này. Nói chung là loài này thì nó cũng như một loài thuốc á, nó trị bệnh hen suyễn nè các bạn, trị bệnh lở, bệnh ngứa bạn, bệnh ghía, rồi nó trị bệnh, nó cũng nó như một loại thuốc á, với lại bệnh còi xương dành cho trẻ em đồ á. Đấy, còi xương dành cho trẻ em hay là người lớn, bệnh thiếu canxi hay là bệnh gân xương cốt đồ á. Đấy, tại vì loài này là dinh dưỡng nó cao đó. Nói chung là nó cũng như một vị thuốc á, các bạn có thể lên mạng các bạn gõ đi, bây giờ mình nói ra nhiều quá mình nói ra cũng không hết được. Thì cách ăn nó thì nướng để da như thế này nướng vẫn được, hạt lột ra vẫn được, tùy theo mọi người. Nhưng mà mình thì mình lột ra mình nướng, nướng như lá chanh hoặc những lá lốt, hoặc là nướng, hoặc là nấu cháo các kiểu. Nói chung là thịt ngon ngọt nha các bạn. Do bữa giờ có nhiều người đặt mà mình cũng không có lưu số điện thoại á, nên có gì mọi người gọi lại cho mình nha. Giờ mình cũng quên số điện thoại, có nhớ vài số à, cũng không có nhớ hết được. Rồi mình cũng xin dừng video đây nha các bạn. Bạn nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi mình đi bãi dông nha. Dông nè đó, nhiều nhiều đây, gần 4 ký nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn luôn nha.